ống nước nhà Superman đang bị tắc, nên anh ta đã thổi vào ống nước để cho ống nước khỏi bị tắc. Nhưng do lực thổi của Superman quá mạnh nên đã làm bay luôn cái bồn cầu nơi mà Batman đang đi vệ sinh. Batman và Superman đang ăn bánh hamburger thì bỗng nhiên Batman bị mắc nghẽn. Thế là Superman đã ôm chặt Batman cho miếng thức ăn văng ra ngoài. Nhưng vì lực của Superman mạnh quá nên đã làm Batman gãy xương toàn thân. Ân hận với hành vi của mình nên Superman đã mua hoa đến thăm Batman. Nhưng bỗng nhiên bó hoa bị rơi xuống gầm giường. Thế là Superman đã nhấc cái giường lên để nhặt bó hoa, nên vô tình làm Batman rơi ra ngoài cửa sổ. Thật là may mắn khi Batman đã túm vào được một cột cờ nên anh ta không bị rơi xuống đất. Nhưng do thằng Superman mở cửa để cắm hoa nên đã làm Batman rơi xuống đất. Sau đó, các nhân viên y tế đem Batman quay trở lại giường bệnh của mình. Lần này, Superman lại đem đến một hộp quà để xin lỗi Batman. Và anh ta lại vô tình làm hộp quà rơi xuống gầm giường của Batman. Và thế là lần thứ hai, Batman rơi xuống đất. Khi Superman ra về, dây băng bó vết thương của Batman đã vô tình vướng vào xe của Superman. Superman đang kiểm soát bóng rất là tốt. Trước mặt anh ta là Aquaman, Batman, Green Lantern và thủ môn The Flash. Superman chuẩn bị sút bóng thì mấy ông kia đã bỏ chạy hết do lo sợ bị nhập viện vì chấn thương. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.